Hello, xin chào anh em, chúng ta lại đến với tựa game huyền thoại nhân giả thôi, thứ ba mà. À, gift code ngày hôm qua thì anh em nào đã nhập chưa nhỉ? Đây này, gift code ngày hôm qua có 300 Rio đây. Cuối tuần cái kiểu có 50 cuộn chung một đặc biệt thì mình cũng nhập rồi. Em nào chưa nhập thì nhớ nhập nhá, mình có để luôn ở dưới phần mô tả đấy. Ok, và trong video này thì theo như một bạn nào comment ở bên dưới, đó chính là hiện tại trong mình đây là có luôn em Orochimaru Sanin. Công nhận là các bạn để ý thật đấy. Đúng là mình có Orochimaru Sanin. Đó ạ, và hoàn toàn là mình có thể nâng cấp lên 9 sao cơ. Thì trong video này mình cũng test thử sức mạnh của em Orochimaru Sanin xem như thế nào anh em nhá. Ok, nâng cấp thôi nhỉ. Các bạn ấy bảo là độc đốt đau lắm, không biết là có thật hay là bốc phét đây, lừa đảo đây. Thì mình cứ nâng cấp thôi, biết đâu lại mạnh thì sao. Trải nghiệm thử như thế nào, cứ phải thử mới biết anh em ơi. Đột phá này, ôi thôi chết thôi. Nhưng mà hình như là mình hết cái đá XP rồi, phải vào túi thôi anh em ơi. Túi đồ nào, vật phẩm đâu. Rồi, đá XP hết, sạch xanh xanh nhỉ. À đâu, đây là 12 giờ vẫn còn này. Ok, ui giời, lát thế. 24 giờ có mỗi một cái thôi. Và 72 giờ thì 5 cái. Này được bao nhiêu triệu đây? 26 triệu. Hơi toàng này. Bắt đầu là cảm thấy là hết đá XP rồi nha. Nếu như cần thiết thì mình sẽ đi gọi là Reborn. Đó ạ. Nào, Orochimaru Sanin của mình đâu? Hệ thủy. Quá, đây rồi. Thức tỉnh lại nào, khoan. Lên, mắc được 140 luôn. Tuyệt vời. 4 em. 1, 2, 3, 4. Mày quá. Đơ chặt túi đồ anh em ơi. Thêm một em nữa này. Ui giời, tuyệt vời mà trời luôn. 1, 2, 3, 4, 5. À, 3 em thôi. Lên. Wow, như vậy là 8 sao rồi. Thêm một em Orochimaru Sanin nữa thôi. Là hoàn toàn là có thể lên được 9 sao anh em ơi. Lên luôn, không cần phải nói nhiều nha. Đó, 9 sao nè. Level là mình có thể là nâng cấp được 200 đấy. Nhưng mà lên được 182 thì hết sạch xanh xanh. Để mình xem đội hình của mình có ai có thể là trùng sinh rồi nhỉ. Luyện ninja. À chứ nhầm, quên. Huyết tế chứ nhỉ anh em nhỉ. Đây rồi. Cho em nào xuống bây giờ nhỉ. Chosa. Em này. Hay là bỏ em này đi nhỉ anh em nhỉ. À đây này. Bỏ xứ cái em hệ hỏa này đi. Chơi làm quái gì. Level 160. Hoàn trả luôn nhá anh em ơi. Tuyệt vời mặt trời luôn. Quay trở về luôn này. Úi. Có gì đấy. Hai viên đá. Mình cứ tưởng là Rio cơ. Có Rio thì lại ngon quá. Có Rio thì mình chơi tiếp event. Đó chính là đổi đại ninja SS. Thì nó có phải là ngon lành hay không đây? Thôi được rồi, nâng cấp nốt level cho đó chính là Orochimaru Sanin đi. Mắc cấp lên à, ui dồi, tuyệt vời đấy. Lên luôn, thức tỉnh này. Osake này. Bơ phạch này. Lực chiến của mình lên bao nhiêu rồi? Hiện tại là mình có 4 em 9 sao đấy chứ nhờ. Oroki mà có thêm 1 em nữa là mình lên được 9 sao là ngon lành luôn. Akimichi Choza thì hơi khó kiếm nhỉ. Mình quay mà em, à mình chưa quay game đấy cho nên là chưa ra được. Ok, thám hiểm thử coi. Nhận luôn một cái dương này. Vượt ải thử coi. Cho em này vào để xem so sánh đọ sát thương giữa hai em xem như thế nào anh em nhá. Wow. Cái gì đây? Thôi, phải chiến thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Cái ải này nó thế anh em ạ. Bỏ qua luôn này anh em này. Xem gọi là sức sát thương gây ra như thế nào. Wow. Không nhìn thấy nhỉ? Ừ, thua này. Vai trưởng này. Lại thử xem nào. Bỏ em này ra. Đội 2 thì cho Orochimaru Sanin vào xem như thế nào. Liệu rằng là với Onoki và Orochimaru Sanin thì có ăn được cái ải này không em nhá. Rồi. Ui ồ. Ulti một quả này cực kỳ là thốn luôn anh em ơi. Bởi vì em mình thấy em khi Samehada này nó mạnh ở chỗ là đấy, cứ bị đánh xong là nó lại oánh trả lại, cay thực sự luôn. Trời, một cơn 6 là điều quá bình thường luôn anh em ạ. Vách trưởng thật. Đó, lại có nổ này. Rồi luôn. Mày này. Úp. Trong đá vẫn đánh bình thường là nào nhở. Ui, lần đầu tiên mình thấy mấy cái tà thuật của bọn kia nhá. Bởi vì mấy lần trước toàn đánh bỏ qua mà. Thấy mấy cái tà thuật đấy nhìn trông hay phết. Cuốn tơ tầm anh em ạ. Ui, bạo kích đầu nhở. Vãi trưởng thật. Orochimaru. À chứ nhầm, ký Samehada. Và cá mập cực kỳ là khủng khiếp luôn. Rồi luôn, đi luôn kìa. Máu còn nguyên. Vai nổi, dã man vậy. Có nhất thiết là phải khỏe như vậy không mới chứ. Rồi, để mình xem là độc của em Orochimaru Sanin nó đốt có đau hay không anh em nha. Bên này đó chính là ui dồi ôi, Senju Tobirama kìa. Ok, nhưng mà chưa thấy độc đâu nhỉ. Đấy, có rút độc thêm một tí này anh em này. Ui, skin đẹp ấy nhở. Wow, mang trà anh em ơi. Được đấy. Uầy, nhưng bọn kia nó hồi máu ghê vậy. Rồi, Onoki nộ một phát, mất khá là nhiều máu nha. Nếu như so với lại các thành viên còn lại trong đội hình của mình là sức sát thương như thế gây ra là cũng ổn rồi. Còn đâu thì em... Ủa? Bây giờ cái bọn này nó hồi phục ghi vậy nhở?
có con nào phải cấm hồi phục thì mới được anh em ạ. Chứ bọn này hồi phục như thế này không ổn một tí nào luôn. Anh em thấy không? Trong khi đó bên mình thì máu mất dần dần, bên nó cứ mất được một tí máu nữa là hồi lên cả cây này. Không ổn này. Đây rồi. Bây giờ chúng nó mới mất khoảng nửa cây máu nhá. Ổn thế. Đúng là em Kisame Samihana nó vẫn là khác một hẳn so với phần còn lại anh em ạ. Ở giai đoạn này thấy em nó mạnh quá luôn á. Bên này anh em để ý này, Orochimaru Sanin, Onoki, Senju Tobirama. Thế mà không làm gì được ba cái đứa này anh em ạ. Vai trưởng thật. Ủa nhưng bọn này nó đánh hàng sau hay sao nhở? Lát nữa mình thử chuyển ba cái em ở đằng cuối này lên đằng sau xem là đánh đấm như thế nào đây. Hay nó đánh vào những cái con đồng công mạnh nhất ta. Mà mấy em đằng sau này đi hết rồi. Em đằng trước thì còn nguyên là nào nhỉ? Ảo ma Canada thế. Ủa kìa, vẫn chưa đi. Tấn bỏ qua, sốt ruột thế nhở. Thua này. Khó nhở. Vẫn cứ là thua anh em ơi. Ôi giời ơi, thế này thì không ăn thua rồi. Orochimaru Sanin, dù là có level 200 đấy, tuy nhiên level này nó cũng ăn thua cho lắm anh em ơi. Căng. Thế để mình thử xem nào, đi đánh thử APK các kiểu xem như thế nào nhá. Bạn bè biết có ai không, lực chiến của mình là bao nhiêu? 526.000 à? Ok luôn này, 526.000 múc. Múc thử bạn nào ta. Ui ôi, 24 triệu ghê vậy. 110, level 110 này. 94 này, 300 này. Múc thử bạn này. À đâu nhỉ? Ui vai nổi 27 triệu á. Lực chiến ghê vậy. À level 256 bảo sao, Hoàng Quốc Việt đúng không? 323 múc thử xem nào. Bạn này có 3 em thôi, lực chiến là 323. Đây, cho như thế này vào D. Đó ông ta. Cho lên trên này nhá. Múc thử xem nào. Ok lạ. Mình biết bạn này có Senju Tobirama luôn. Cho Choza này. Ủa nhìn sao nghe vẻ là áo áo nhở, thọt thọt kiểu gì ấy anh em ạ. Tướng đã bị thọt rồi chứ không nói thì đến là level nữa. Lực chiến thì cũng bị thọt luôn. Wow, skill cực kỳ là khủng khiếp luôn. Và bên bạn thì nằm xuống hai em rồi, chỉ còn lại là Senju Tobirama mà thôi. Thứ nhất là được chống chịu nhiều quá. Đốt đi. Ok, có tí độc đến từ em gọi là Orochimaru đấy, nhưng mà bên kia vẫn còn sống sờ sờ luôn. Rồi cuối cùng thì cũng phải nằm xuống thôi, các bạn là bên mình hơn lực chiến mà. À, thì không thể nào mà không thắng được đúng không? Nhưng mình chờ xem là có bạn nào mà lực chiến cao hơn không anh em ơi. 17 triệu. Friendly dog, con chó thân thiện. Zoro báo đốm. Đây này. Múc Zoro báo đốm. Ok, chiến luôn. Rồi, để mình xem là trận này có vẻ là cân bằng hơn một chút thì sức sát thương của em Orochimaru gây ra nó sẽ như thế nào nhá. Team bạn thì cũng có Kisame Samihana. Wow, đánh đau vậy. Onoki của mình gần như là bay màu rồi. Chỉ còn lại một chấm máu rồi anh em kìa. Thôi là còn dính câm lặng nữa chứ. Thôi đi Onoki rồi. Bực thực sự luôn anh em à. Trời ơi, Senju Tobirama của mình cũng chỉ còn là một chấm máu mà thôi. Cú vai nổi. Trong khi đó là em Choza của mình phải nằm xuống rồi, cơ bản là thọt về lắm. Ui. Cái gì? Không thể tin nổi anh em à. Tại sao lại thua được nhỉ? À, có Ginkaku. Trời ơi, mình không để ý nha. Bên đấy là có Ginkaku này, cũng level 200 này. Có Kisame Samihada này, càng thế. Onoki cũng level 200. Nói chung là ba con tướng này thì nó sẽ xịn hơn. Đó chính là mình sử dụng Choza với cả Orochimaru Sanin thì nó không ăn thua bằng. Đó chính là Onoki này, Ginkaku. Khỏe thế, Ginkaku bạn ấy khỏe nhờ. Khổ thực sự luôn. Cơ bản là nó lại còn hệ lôi nữa. Mình hệ nước. Đau thế. Nhưng mà skill của em này cảm giác hơi bị ảo ảo cái gì ta. Rõ là mình khi mà mình đọc nhá thì thấy bộ skill của nó cũng khá là ngon. Có thêm cái hiệu quả gọi là tăng cho kẻ địch thêm 25% sát thương nếu như mà đang chịu hiệu quả trúng độc. Thế mà đánh không thốn luôn anh em ạ. Ảo ma Canada thực sự luôn nha. Có lẽ nào phải nâng mạnh mẽ hơn nữa thì nó mới mạnh chăng. Thì có gì anh em để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá, nếu như anh em đã từng chơi Orochimaru Sanin rồi. Ok, còn cái video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.